tại sao xi măng không đúng chủng loại theo hợp đồng? Anh thông cảm cho bọn em, dạo này vật giá nó lên cao quá nên là bọn em chỉ linh hoạt một tí thôi anh ạ. Chất lượng nó cũng là 1910, không ảnh hưởng anh ạ. Thôi thì anh linh động giúp bọn em. Không được, cậu gọi nhà cung cấp đến chuyển đi, rồi chuyển đúng xi măng theo hợp đồng cho tôi. Thôi thì anh mắt nhắm mắt mở cho bọn em ạ. Rồi, vào đi. Cứ đi xem một lượt đi. Dạ vâng ạ. Thằng Hiếu nó lại lên có việc gì thế? Chú Hiếu ở đây mấy hôm trong lúc chờ xin việc ạ. Cái nhà này chưa đủ đau đầu hay sao mà lại còn định biến nó thành nhà trọ nữa? Chú ấy chỉ ở tạm trong lúc chờ nhận việc thôi mà mẹ. Tạm là bao lâu? Có thời hạn không? Chưa kể nó không bằng cấp gì cả thì biết khi nào mới xin được việc. Con có anh bạn mở công ty taxi. Thế là lại còn lo thêm cả vụ xin việc cho nó nữa à? Con chỉ giới thiệu thôi, còn làm được hay không là do năng lực của chú ấy chứ. Sấp sấp ngửa ngửa, lo trả nợ cho chồng, rồi bây giờ lại còn xin việc cho em chồng nữa. Đấy, chị xem dưới nhà chồng chị còn việc gì thì ôm hết về đây mà lo. Sao mấy cứ ác cảm với nhà chồng con thế? Bởi vì tôi chỉ có một mình chị, tôi làm lụng vất vả để chị không phải khổ sở thiếu thốn. Nhưng bây giờ nhìn chị với gánh gánh nặng của nhà chồng khổ sở thế này, hỏi tôi là mẹ tôi có sót hay không? Nhưng mà làm dâu thì lo việc nhà chồng là chuyện hết sức bình thường mà mẹ. Bình thường à? Đi làm về vất vả lại phải lăn vào bếp nấu nướng phục vụ em chồng, thế mà bảo là bình thường à? Úi dồi ôi, hôm nay trời đi vắng hay sao mà mày dậy sớm thế? Cháu phải dậy sớm để suy nghĩ về những điều bà đã nói với cháu. Thôi chị đừng có văn vở nữa, chị thích gì thì nói đi. Đây, bà ngồi xuống đây. Nào, bà có nhớ là bà bảo cháu là cháu phải có nghề nghiệp đàng hoàng thì mới lấy chồng được không? Thế mày định lấy chồng à? Không, cháu chưa tính đến chuyện đấy. Nhưng mà cháu muốn đi học nghề, bà cho cháu lên Hà Nội học may nhá. Tao biết ngay mà, thấy thằng Hiếu lên Hà Nội một cái coi là cuống hết cả lên. Đầu mày bây giờ chỉ nghĩ đến thằng Hiếu thôi, nghĩ được cái gì đâu mà học. Không, cháu muốn đi học thật mà. Học hành là cả một cái vấn đề nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu. Cháu rất nghiêm túc mà bà. Nhưng mà học ở trên đấy á là phải có chỗ ăn chỗ ở. Thì cháu ở trọ. Ở trọ? Mày ở thế nào được một mình? Từ bé đến lớn bám đít bà, bây giờ lại bảo lên thành phố ở trọ một mình. Đi bà.